channel của mình và mình là Thắng đây. Thì ở video lần trước thì mình có lấy cái ô tô mình đâm chết bà Granny. Thì ở cái video lần này mình sẽ dùng cái xe buýt mình tông chết bà Valak. Let's go. Cuộc gọi đầu tiên cho bà ma sơ béo đến lấy quần áo về. Mình đã ra được ngoài sân rồi. Và bà ma sơ đã đánh ô tô xuống đây rồi. Đây, có bà ma sơ béo và cả bà Valak nữa này. Hai bà. Bà phát hiện ra mình rồi. Bà phát hiện ra mình rồi, mình phải chạy thôi. Các bà ma sơ béo kia không nhìn thấy mình à? Ôi, là con đi vào trong này làm gì? Vào ô tô mở lái đi chứ. Chết. Ui. Chết, bà Valak đuổi được mình thì vỡ mồm. Cho mình ăn cái đập ngay. Ôi, cái bà ma sơ béo kia bị điếc rồi à? À, bà ấy nhìn thấy mình rồi. Bà ma sơ béo nhìn thấy mình rồi. Nhưng mà bà ấy vẫn chưa lên ô tô. Lên ô tô đi. Ui. Ui, lên lên ô. Tưởng lại trên máy. Bà Valak đâu? Bà Valak đâu? Buồn vãi. Biết mình định đâm bà Valak này, bà Valak chạy vào trong nhà mất. Đành phải gọi lại cuộc gọi thứ hai. Ok. Chạy nhanh vãi, lâu lâu còn lâu mà đuổi được tôi. Cái bà Valak béo béo kìa. Nhanh. Cái con kẹt. Nhanh lên, bị chậm quá. Cuộc gọi thứ ba của mình. Hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng mình gọi điện. Phải rồi, tí nữa thì mình đâm xuống đấy. Nhanh lêu lêu, còn lâu mới đuổi được tôi nhé. Lêu lêu. Bài chết rồi, nhìn người bài cứng đơ này. Đấy. Chết rồi là còn tạo dáng mới ghê chứ. Đừng vội tắt video nha. Chết rồi vẫn còn tạo dáng mồm nhai răng. Bài sống lại tìm sọ kinh luôn. Cuối cùng thì mình đã đâm được bà Valak. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nếu mà thấy cái video của mình hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.